Dạ rồi em xin phép chào hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng anh chị có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh chị tên là gì và đến từ đâu? Anh chưa thì em Em tên Hàn Vĩnh Khương. Em chưa nghe được. Hàn Vĩnh Dạ. Còn chị? Chị tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm. Hai vợ chồng anh chị là quê quán ở đâu đây? Quê quán thành phố Hồ Chí Minh. Sài Gòn ha. Vậy là mình là dân gốc Sài Gòn luôn hả anh chị? Gốc Sài Gòn. Dạ. Hôm nay hai vợ chồng anh chị về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp đỡ vụ việc gì đấy? Để nhờ anh Hải tìm con trai giùm vợ chồng Dạ. Con trai anh họ tên đầy đủ là gì? Hàng đặc quyền. Anh trai nói lớn lên xíu giúp em nhé. Hàng đặc quyền. Bé nhiêu tuổi rồi anh trai? Năm nay 16 tuổi. Bé sao bỏ đi đây? Thì đang đi học thi đó mà nó bỏ thi luôn rồi bây giờ không biết nó đi đâu mà nó mê chơi game lắm. Trời đất ơi. Thế là đêm á là bữa 30/4 nó còn ở nhà. Cái tối 1/5 á là nó đi bữa tối 1/5 á. Đi Nó sáng không sớm, đi sáng sáng sớm một sớm ở tháng nhà năm. ngủ say á nó không biết. Rồi nó đi luôn. Con trai nhà mình là đang học lớp mấy đây anh chị? Con trai đang học lớp 10 á, năm nay lên lớp 11 nè. Bắt đầu năm nay lớp 11 mà nó bỏ thi học kỳ 2 luôn. Bỏ thi luôn. Hai Anh chị được mấy người con? hai hai cháu. Em này là con thứ mấy đây? Con trai út. Đứa Bé 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 đầu là bé gái. bé có ngoan không? Bình thường nó không có gì á. Nó cũng nói chung là nó cũng không có nói cái gì nó cũng nghe cũng này cũng kia gì hết á. Nhưng mà không biết thì sao mà tự nhiên đi vậy không có tin tức gì luôn, không có điện thoại không gì hết, nó để chứng minh nhân dân nhà, để tất cả ở nhà hết. Đi mấy tháng nay là không có liên lạc được luôn. Trước giờ con nhà mình đã từng bỏ nhà đi chưa chị? Chưa lần này là lần đầu tiên luôn á. Cụ thể ngày nào tháng nào? Đi là ngày 1/5 á. Vậy là đúng ngày lễ. Đúng ngày ngày lễ á. Trước đó anh chị có la dạy gì em đó không? Trước đó thì nó học á, cô giáo nó mắng vốn là nó học là điểm nó hơi kém. Xong rồi chị ấy, là đang làm công ty ấy, chị điện thoại về chị nói sao mà cô giáo nói con kém, nếu mà con kém như vậy là mẹ giữ hết điện thoại này nọ của con đó nha. Chị nó nói gì là nếu mà mẹ giữ điện thoại của con mẹ không tìm thấy con đâu. Trời đất ơi, trả lời vậy với mẹ luôn hả? Rồi xong bắt đầu là chị đi làm về là chị nghỉ được nghỉ lễ đó thì về về nhà thì nhà những mẹ con vẫn bình thường, ba nó có nói là dán học đi nha con. Dạ. Rồi chị cũng nói thôi dán học nghe nó nói nè không sao mẹ, con học kỳ 1 con yếu thì học kỳ 2 con kéo lên, tức là nó nói vậy. Rồi nó điện thoại hỏi cô giáo nó thì cô giáo với bạn bè cũng đều nói giống như vậy hết, nó học có trường lương 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 ca á. Con trai nhà mình có nhiều bạn bè không? Con trai là mấy người bạn thân á, là bữa mà nó đi mấy ngày á, là có đi mấy ngày lễ nghỉ á, là có đi chung với mấy bạn nó tìm những cái chỗ mà nó đến á, thì không thấy. Thường thường là ngoài việc học ra là con trai nhà mình có làm cái gì nữa không? Không, ngoài việc Không, học ra ngoài là việc ở học. nhà không à, Vậy là chứ ba mẹ không có bắt làm gì đúng không ạ? dạ đúng rồi, không bắt cứ cứ làm gì hết, nó ngoài việc học là nó ở nhà với ngoại nó, chị anh chị thì đi làm. Vậy cái thời gian rảnh cũng rất nhiều. Đúng rồi, nó có thấy là nó chơi game lắm, Chơi game lắm hả? nó cái điện thoại là nó chơi game liên tục luôn. Trong điện thoại nó bây giờ không có một cái tin nhắn gì chẳng hạn như bạn bè gì, chỉ có tin nhắn là game game thủ thôi hai cái điện thoại á. Chơi thường thường là con trai mình là chơi buổi tối hay là như thế nào? Chơi giống như là sau giờ nó đi học về là nó sẽ chơi, như là buổi tối nó chơi. Cụ thể là một ngày là chơi khoảng bao nhiêu giờ đồng hồ? Theo như chị, Theo như chơi chị đến thì khuya không? giống như là Thì khuya nó có bữa thì chơi tới khuya 12 giờ mấy. 12 giờ khuya hả? giống như có bữa giống như nó canh á, giống như nó canh mình đi ngủ hay sao ấy, em thì nó chơi những cái giờ đó, còn những lúc mà đi học thì nó vẫn đi học bình thường, giống như là đi học chính là đi học chính à, rồi đi học phụ đạo hoặc là nó xin đi học thêm tất cả các môn có đều đi như vậy. Rồi nó cũng có đi chơi với bạn bè ngoài nhưng nó xin là nó đi về, nó không có ở lại lâu. Nhưng mà đợt này nó đi chơi là không thấy nó đi chơi về nữa, nên là ở nhà là cứ nghĩ là nó đi bạn bè xong nó về thôi, thì cũng chạy tới chỗ này chỗ kia tìm nhưng mà không được tìm thấy. Cái việc học hành của con đó là gia đình nhà mình có thường xuyên liên hệ với giáo viên chủ nhiệm không? Có, tại vì chị với lại cô giáo chủ nhiệm có một cái group riêng đó em, cái group giáo viên lên trên á, giống như là em nào bị cái gì á thì đều giáo viên đều nhắn lên đó, hoặc là có cái gì á thì giáo viên đều điện thoại đi, có điện thoại thì cô giáo nói là học kỳ 1 á thì em nó học không có gì hết,
thì cứ họ đi có điện thoại về nhà là hỏi phụ huynh là nó có bị cái tâm lý gì không, nó thì nói không, giống như là học có là nó cô giáo hỏi thì bắt đầu mình cũng trả lời bình thường thôi, nó cũng không có gì hết. Nhưng mà đợt đó có một lần nó là nó có hiềm khích với một cái bạn ở trong lớp đó, giờ nó đòi chuyển trường và chị nói là gia đình mình khó khăn không có điều kiện để mà chuyển trường khác. Nhưng mà chuyển trường nữa là con, thứ nhất con phải học giỏi, thứ hai nữa là gia đình phải có điều kiện mình mới qua bên đó được. Rồi con nhán cố gắng học đi, chắc bạn đó không có gì đâu, thì chị nghĩ là đơn giản thôi. Nhưng mà không biết phải cái chuyện đó hay không, sau khi trình bày cho cô giáo chủ nhiệm thì cô giáo chủ nhiệm cũng làm việc với các bạn đó, thì các bạn nó nói là không phải là con làm cho bạn Quyền đi đó, nên là bây giờ chị cũng không biết con chị ở đâu luôn, không có liên lạc Mình có được hỏi luôn. rằng là cô giáo chủ nhiệm cái thời gian của con nhà mình đi học có đầy đủ không? Có bữa nào vắng mặt không? Không, tại vì vắng nó đều báo trên cái điện tử em. Còn ví dụ như em nó mà nghỉ nhà là nó ở nhà, là chị là người chính xác phải lên đó, phụ huynh phải chính xác, phụ huynh cha mẹ chứ không có được là chị hay là bà ngoại hay là gì gì lên xin hết. Cái trường nó đặc biệt là như vậy, tức là trường nó phụ huynh phải lên xin cho con mình. Mà ví dụ như hôm nay con chị nghỉ là chị phải tự tay nhắn lên group là với phụ với là cô giáo chủ nhiệm á, là phụ huynh là xin cho em nó nghỉ giờ nào lý do giờ ngày mai, mình là người lên nó xin, chứ chị là cái thầy mà giám thị mà để giám sát ví dụ mà nghỉ nghỉ học rồi đó, là người ta cũng không có cho mình làm đâu em, nên là giờ giấc học thì nó được đi học bình thường. Con nhà mình thường thường về nhà là có bao giờ cãi lời anh chị không? Mình Không nói nó có nghe không? nói nó nghe nó dạ dạ không, nó không có cãi gì nữa. Giống như giờ nó là con gái học nên dạ Những cái lần mà chơi game như vậy mình có nhắc nhở con mình không? có nói, với lại nó ngủ với bà ngoại nó đó, nó từ nhỏ đến lớn là nó ngủ với ngoại á, có nói nó ngủ từ lúc mà mới đẻ mỏn ra một tháng, tại bà ngoại thương là bà ngoại giữ từ lúc đó đến nay luôn. Bữa nay là biết được con ở đâu con về đi bà ngoại mệt lắm rồi lắm đi thôi. Vợ chồng anh chị đang lo sợ nhất điều gì đây? Chị sợ là nó bé qua bên kia. Bởi vì từ ngày mùng 1 tháng 5 mà hiện tại hôm nay đã là ngày 22 tháng 9 rồi. Mới mấy tháng rồi 4 tháng trời rồi. chị mới sợ đó, nhưng mà không có một cú điện thoại nào em. Hơn 4 tháng trời rồi, chuẩn bị 5 tháng trời rồi. Mà chưa có một cái tin tức gì luôn hả anh Không có chị? điện thoại gì hết trơn á, phải như chị có điện thoại đó chị cũng báo đàng hoàng, mà được không có điện thoại lúc nào chị cũng dám cố gắng hết gần hết pin là chị sạc liền, chị sợ có ai điện á hoặc là bất cứ điện thoại nào điện chị đều nghe hết. Sao sao đi lâu như vậy rồi mà hôm nay vợ chồng anh chị mới về đây? Ý là Mình không biết hay chị gì. không biết á, với là có người nói bạn bè nói đó, nên có thể là chị tự dưng chị chạy lên đây. Tới giờ phút này là gia đình vợ chồng anh chị đang rất hoang mang và lo lắng, có thể rằng là con nhà mình bị lừa À, đưa đúng qua rồi. cam đúng không ạ? À. Rất sợ. Sự việc này gia đình nhà mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Rồi em, nhưng mà cơ quan chức năng công an thì cũng không có tìm thấy nó, cũng trả lời là chưa tìm thấy. Và có con chị đi được mấy ngày thì ba nó có đi chở bà ngoại nó xuống với công an Trong quá phường, trình mà 4 tháng trời, gần 5 tháng trời là gia đình nhà mình có đi tìm ở nơi nào không? có ba nó đi đi từng chỗ này chỗ kia mà lúc trước dẫn nó đi ăn uống đồ á này nọ rồi, là có đi mà cũng không tìm Mình thấy. đi tìm mấy cái tiệm net chưa? Cái thời điểm bắt đầu Có ấy. có Quyền cái quận 8. nguyên cái quận 8 nét luôn á, không thấy luôn. Cái chỗ nào vô là chị trước khi vô chị đều xin người ta là cho vô hay không, người ta nói vô đi. Con trai nhà mình cao 1 mét mấy? Nó cao khoảng 1 mét, Còn một mét cỡ bảy cỡ em á, mét bảy cơ hả? cao cao Mét bằng mét ba sáu nó mấy đó, á, mét mà sáu mấy mét bảy á, mà nặng nó nhiêu ốm ký? Nặng nhiêu ký anh chị? nặng mấy ký à, nó ốm. nó ốm cao. Vậy là tuổi đời nhỏ nhưng mà thân hình thì như thanh niên rồi, đúng không ạ? Đúng rồi, Cái nó trường hợp cao, con, nếu trường hợp là nó cao hơn em luôn á. cái trường hợp con của anh chị đây là cái phần trăm có thể là bị sập bẫy, bị dụ đưa qua cam rất cao nhé. Em nói nghiêm túc, không phải em hù dọa đâu, nhưng mà cái phần trăm rất cao, thật sự rất cao đấy. Chị hãy nói một cái điều gì đó với con trai của chị, hy vọng con trai của chị xem được video này, dù cho ở phương trời nào đó, ở trong hoàn cảnh nào cũng phải sớm liên hệ với gia đình để gia đình có cách có hướng để giúp con sớm quay trở về đoàn tụ. Chị nói chuyện với con trai chị đi. Biết ơi biết, nay ba mẹ đến nhờ chú Hải
nếu mà không đọc bản chứ con có từng thấy hình này nè, con đã về con hoặc con điện thoại gì nhà cho ba mẹ một lần hoặc bà ngoại một lần cũng được, chị hai đứa ở nhà nó không mong tin con. Bây giờ con về đi, con điện thoại về coi như thế nào để nhà mình có một cách giải quyết. Con đi mấy tháng rồi ngoại nhà ngoại nhớ, con sợ mẹ sợ là con về mà không thấy ngoại nữa đâu. Bin ơi, tên đường gỗ đó là Bin đó nha em. Bin ơi, Bin có nghe lời mẹ nói thì Bin điện thoại về, hoặc là có ai thấy nhắn xin chắn cho gia đình. Anh trai mình nói chuyện với con đi anh, mình nhắn nhủ cho con mình về đi. Nói tiếng Việt không có gặp mấy. Ủa anh là người à? Bạn nó người Hoa. Người Hoa hả? Tôi cũng biết tiếng Việt. Hy vọng rằng là con trai xem được video này, thấy ba và mẹ của con về đây nhờ các chú đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương đi tìm con, thì con đang ở đâu đó, con hãy sớm liên hệ về với gia đình để mà về đoàn tụ cùng với lại gia đình, bởi vì cả ba cả mẹ bây giờ bỏ hết công ăn việc làm, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để đi tìm con. Thì mong rằng con trai đang ở đâu đó thì bất kể trong cái hoàn cảnh nào cũng phải sắp xếp quay về nhà ngay lập tức, tránh trường hợp mà để cho cha mẹ ngày một càng lo lắng và đi tìm kiếm khắp nơi, làm cho cha mẹ ăn không ngon ngủ không yên. Điều đó thì thật sự đó là cái điều đáng tiếc, ba mẹ rất lo lắng cho con. Hoặc là tới giờ phút này mà con bị sập bẫy, có thể bị bạn bè hoặc những cái người khác mà dụ dỗ lừa con qua Campuchia để làm việc nhẹ lương cao kiếm nhiều tiền, thì con cũng phải thật bình tĩnh, con tìm đủ mọi cách con báo tin về cho cha mẹ để cha mẹ có cách có hướng để mà cứu con về một ngày gần nhất nha con trai. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin của em trai này để giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một ngày gần nhất. Cái sự việc của hai vợ chồng anh chị thì anh em đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ là hoàn toàn miễn phí anh chị nhé. Thì hôm nay anh chị về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Anh chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình về không? Có đồng ý. Cuối video em không biết nói gì hơn để chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai sẽ quay trở về một ngày gần nhất anh chị nhé. Dạ em xin phép chào anh. Anh có thể giới thiệu cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là anh tên là gì? À, tôi tên là Huỳnh Thái Nguyên. Anh Nguyên là quê quán ở đâu đây anh? À, mình ở Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Hôm nay anh về đây nhờ đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương giúp chuyện gì đây? À, hôm nay mình về chỗ đội hiệp sĩ Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ để tìm giúp em gái của mình tên là Huỳnh Thị Thanh Thảo. Anh có thể chia sẻ cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là lý do gì em anh bỏ đi đây? Thì trước đây em nó cũng làm ăn cũng thất bại, rồi cũng nợ nần, rồi bỏ đi 3 năm nay. Thì hôm nay bên gia đình cũng như là chồng cũng làm ăn mọi thứ nó ổn hết rồi. Giờ là hiện tại là cụ Đạt với Bụm là cũng mong mẹ về, với bố mẹ ở quê cũng mong em Thảo về đoàn tụ, và cậu Úc Huy cũng chuẩn bị đám cưới, mong em là biết được tin này. Thứ nhất là nhờ cộng đồng mạng chia sẻ, thứ hai nữa là Thảo biết được tin này thì mau mau về với gia đình để bố mẹ đợi, các con cũng đợi. Cũng rất là cảm ơn đội hiệp sĩ Bình Dương đã hỗ trợ miễn phí rồi tạo điều kiện để mình tìm em gái của mình. Vậy là em gái của anh đi cách đây là 3 năm trời. Em gái đi cách đây 3 năm trời thì đi là đi lúc tại đó đi thì cũng gửi hết điện thoại rồi giấy tờ gửi hết lại, rồi cuối cùng là không có cái đầu mối để liên lạc, mặc dù đi tìm cũng một thời gian, cũng nhờ công an nhưng mà cũng không có đủ điều kiện để công an người ta vào cuộc, không đủ pháp lý để công an người ta đi có thông tin để cung cấp cho công an người ta tìm. Mong rằng là cộng đồng mạng. Vậy là em gái của anh đã có gia đình? Cũng có được gia đình. Được mấy cháu rồi anh? Được hai cháu, tên Đạt và tên Bửu. Cái ngày mong mẹ lắm. Cái ngày đi đó là vợ chồng của em gái của anh có vấn đề gì không? Thì ngày đi thì
làm ăn thua lỗ rồi cũng mất một số tiền, rồi buồn, rồi đi đi bỏ đi thôi. Ngoài cái chuyện nợ nần ra, tiền bạc liên quan đến làm ăn ra, giờ hai vợ chồng có cái gì đó bất hòa không anh? Cũng không bất bất hòa, tại vì chồng của Thảo là cũng an ủi rất là nhiều, nhưng mà em thì em Thảo thì cũng mặc cảm, rồi cũng liên nhận tiếp nói cái số tiền, thì mâu thuẫn thì nó cũng bây giờ đã qua rồi, giờ các con của Thảo cũng đã đi làm, công việc cũng ổn định, chồng cũng công việc ổn định, mọi thứ coi như là đã giải quyết xong xuôi hết rồi, mọi thứ là đang tốt lên, cuộc sống đang tốt lên, thì mong Thảo về đoàn tụ với gia đình, không có gì mà lo lắng gì nữa. Vậy là cái nguyên nhân chính để dẫn tới cái tình trạng em gái của anh phải bỏ chồng, bỏ các con và bỏ gia đình đi, đó là vì lý do là làm ăn thua lỗ và có thể là liên Và quan vay tiền trên những cái app trên mạng á, nợ thì người nần, ta đúng không ạ? gạt, người ta gạt rồi tính lãi nặng. Không có đủ khả năng để trả Rồi nên đành gọi mình tạm gọi là trốn nợ đi ha. Chứ còn cái chuyện vợ chồng trong gia đình là anh em vẫn hòa thuận hết tất cả, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay tại sao mà chồng của em gái của anh, tức là em rể đúng không ạ, sao không về đây cùng với anh? chồng thì hôm nay cũng đã hẹn rồi, nhưng mà chồng lại có một chú nằm bệnh viện ở dưới Long An, nó Trời về đất rồi. ơi. Dạ. Rồi còn hai đứa thì bây giờ đứa con thì Đạt thì đang đi làm ở Bình Dương đây, mất công việc, còn đứa con gái là bận mất thì xuống ở với cô Sáu dưới quận Tư, Vậy là cho hai nên hai hai cháu là lớn hết rồi hả anh? hai cháu cũng lớn rồi, bây Cháu giờ đầu cũng là nhiêu tuổi rồi anh trai? cháu đời năm nay là 18 tuổi rồi, đi chuẩn bị đi khám sức khỏe, đi bộ đội, Đi còn nghĩa đứa vụ. đứa nhỏ thì 15 tuổi thì hiện đang học nghề làm bánh, thì mọi thứ cũng đã ổn hết rồi. Ông Thảo biết được tên này thì về đoàn Vậy là tụ với tất gia đình. cả các cái chuyện mà nợ nần là gia đình chồng con cũng như gia đình người thân là lo xong xuôi ổn thỏa hết rồi đúng không ạ? Xong ổn thỏa rồi, còn mấy cái app trên trên mạng mà người ta lừa gạt thì mình báo công an, rồi mình người ta gọi tới mình báo công an, thì bây giờ người ta không còn mấy cái app, người ta như là bị tra rồi, cho nên bị điều tra Dòng rồi dã người quá ta trình mà 3 năm trời đó là chồng cũng như là con gia đình nhà mình đi tìm kiếm nhiều nơi cho anh trai. đi tìm kiếm cũng một số tỉnh rồi, nhưng mà không có đầu mối, cũng gọi cho các đầu mối ở các chùa rồi. Cũng đăng ở trên các trang kinh dịch trên mạng đấy, nhưng mà vẫn chưa Có tin tức. tìm ra. Tức là gia đình nhà mình cũng đã lặn lội đi tìm kiếm và tìm đủ phương pháp, phương án để mà đi tìm nhờ tất cả mọi người, từ người thân, gia đình, bạn bè cũng như là trên cộng đồng mạng rồi đúng không ạ? Nhưng mà vẫn không có một tin tức. Anh đang lo sợ nhất điều gì đấy? Lo sợ nhất là em gái có thể nghe thêm những cái lời xúi dục, mà mình sợ nhất là câu chuyện như hồi sáng đây ngồi này, đi sang Campuchia Đó, rất đó, sợ rồi nó đúng không ạ? không không có cái lối thoát, thì mình rất sợ đó, tại vì nếu mà vào những cái trường hợp đó thì mình hầu như là bật vô âm tính, và cái tính tìm lại thì cũng rất là trắc trở, cho Em nên có cái suy nghĩ cũng giống anh. là Tại vì nếu ở Việt Nam á, nếu là còn ở Việt Nam á, mà vì cái chuyện đó thì liên hệ với gia đình chắc chắn là phải liên hệ rồi. Không có lý do gì mà mình có thể mình không về, hoặc mình có thể thay đổi số điện thoại, nhưng mình có thể để mình liên hệ về với chồng với con được. Nhưng trong quá trình mà 3 năm trời là không có liên hệ gì về anh. Có liên hệ không? không có liên hệ, không Thì có đó, một đó là cái điều bất điện thoại thường. hay là nhắn tin gì, cũng có một số người người ta đọc cái tin mình đăng lên trên mạng, về cũng có một người gọi, người ta kêu là cũng đã tìm được, nhưng mà cuối cùng là lại bị gạt, Họ kêu mình bị chuyển gạt tiền à? người ta kêu là chuyển tiền thì bị gạt cũng hết Rất nhiều anh ạ, tiền. không riêng gia đình nhà mình đâu, rất nhiều trường hợp mà gia đình có người thân bỏ đi, mình đăng thông tin, thứ nhất là thông tin cá nhân, thứ hai là số điện thoại lên thì gặp một số cái thành phần lừa đảo, bởi vì họ biết được cái tâm lý của mình cái thời điểm là đấy là rất hoang mang và cần tìm được gặp gấp người thân, mình đâu có nghĩ đến cái chuyện họ lừa gạt đâu, nên mà bọn chúng lợi dụng để mà lừa gạt.
Cái đó thì cũng đã bị rồi. Khổ ha. Tới giờ phút này là gia đình là lo hết xong xuôi mọi chuyện, và đặc biệt như anh chia sẻ rằng con của em gái anh là sắp lập gia đình hả? Em trai. À em trai. Cụ Huy thì chuẩn bị đám cưới này, cùng con cái bây giờ cũng trưởng thành rồi, đi làm hết rồi. Vậy là nên là mọi thứ nó đã ổn rồi, mong Thảo chỉ về để đoàn tụ với gia đình thôi. Chứ còn mọi thứ không còn phải lo. Hy vọng rằng là chị gái có xem được video này, thấy anh trai của chị hôm nay về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương đi tìm chị, thì mong rằng chị đang ở phương trời nào đó, cho dù là trong hoàn cảnh nào, thậm chí nếu tới giờ phút này mà chị có thể là chị bị sập bẫy, chị qua Cam hoặc là qua Trung Quốc, thì chị cũng tìm đủ mọi cách để chị liên hệ về với gia đình, để gia đình có cách có hướng để mà giúp chị quay trở về đoàn tụ một ngày gần nhất cùng với lại gia đình. Hiện tại thì bản thân chồng chị, các con của chị đang trông chờ chị từng ngày, từng giờ, từng tháng, mong muốn chị về, đặc biệt là sắp tới là sẽ có một cái đám hỷ của em trai của chị. Thì cái đám hỷ của em trai của chị cũng mong muốn rằng là có sự hiện diện của chị, một người chị gái để mà chúc phúc. Thì mong rằng là chị gái dù cho ở phương trời nào đó, tìm đủ mọi cách để mà liên hệ báo tin về với gia đình. Không về được thì cũng phải báo tin để gia đình thứ nhất là yên tâm, thứ hai để có cách có hướng để mà đưa chị về. Bởi vì là cái chuyện của chị quá khứ cách đây 3 năm về trước, công nợ nần tiền bạc thì gia đình tới giờ phút này đã lo trọn vẹn hết rồi, xong xuôi hết rồi, không còn ai là kiếm chị đòi nợ hay như thế nào hết. Nên mong rằng là chị gái ở đâu đó thì sớm về với gia đình. Cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình hết sức có thể và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí anh trai nhé. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm em gái. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này, hình ảnh của anh cũng như là hình ảnh của em gái của anh lên khắp các trang mạng để tìm em gái anh về không? Tôi thay mặt gia đình rất là đồng ý và cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đối với đội hiệp sĩ. Dạ. Có những cái chương trình rất là ý nghĩa. Nhiều lúc người dân người ta cũng không biết đâu mà có một cái tổ chức hoặc là một cái phương tiện để tìm, thì việc mà hiệp sĩ Bình Dương, đội hiệp sĩ Bình Dương là hình thành một cái trang mạng và hệ thống mà tìm được những người thân như vậy thì sẽ mang được một cái ý nghĩa rất là lớn. Tôi xin chúc cho hiệp sĩ, đội hiệp sĩ Bình Dương luôn luôn khỏe và có rất là nhiều cái cơ quan ban ngành hoặc là những cái bà con trên toàn đất nước ủng hộ và chung tay, và mong các anh luôn luôn cầu mong các anh luôn luôn giữ được những cái phong độ để giúp cho bà con gặp những cái hoàn cảnh không may. Cảm ơn anh rất nhiều. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy chị gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải tìm kiếm cái thông tin của chị gái này, cũng như là giúp chị gái này sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình, với chồng, với con. Cuối video em không biết nói gì hơn thì chúc cho gia đình nhà mình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là em gái của anh sẽ quay trở về một ngày gần nhất để đoàn tụ bên gia đình anh trai nhé. Xin phép chào anh, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Yeah.